Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với bước nhảy ngàn cân Dance Your Fat Off. Trước khi đến với phần trình diễn tiếp theo thì Thành xin được hỏi chị Hương, từ nãy giờ chúng ta trò chuyện vui thôi đúng không? Bây giờ hỏi nghiêm túc nè. Dĩ nhiên ai cũng biết nghệ sĩ hài của chúng ta bình thường là mang tên tiếng cười cho mọi người. Nhưng mà chắc chắn là đằng sau cái ánh hào quang đó, khi mình bước về nhà, lúc nào chúng ta cũng buồn nhiều hơn người ta hết trơn á. Thì chị có cái kỷ niệm nào như thế không? Chị có thể chia sẻ với mọi người được không? Chắc Hương nghĩ là mình sẽ đối nghịch với từ sân khấu bước ra. Chỉ cần Hương bước ra khỏi đây là tính cách Hương nó đã khác rồi. Ví dụ gặp bạn bè, gặp anh chị thì Hương lúc nào cũng hoạt náo cho vui vẻ. Nhưng mà về nhà, cái người làm cho Hương vui là ông xã của Hương. Và Hương có một cái dạy từ thời ông của Hương đó là gọn gàng tới mức nếu mà mình có lỡ đuôi đó thì mình tới đó mình bóc nó cũng trúng nữa. Có nghĩa là đồ đạc ngay ngắn. Mà một trong những cách Hương giảm cân đó, Hương nghĩ á, là đó là Hương thích dọn nhà. Khi mà Hương buồn á, Hương lao chọn mà làm gì suy nghĩ được nhiều thứ và sẽ mình vượt qua bằng cái cách mình làm một cái việc khác. Từ nhỏ lớn má Hương nói Hương là người chà toilet sạch nhất. Suy nghĩ sự đời cái chà toilet sạch bóng à. Vâng, thưa quý vị, Thành có một cái dịp mà được sang Mỹ lưu diễn thì cũng ở nhờ nhà chị Việt Hương, xác nhận là thông tin này đúng. Cái nhân vật này quý vị thấy là ở ngoài có vẻ là phang âm lượng đồ rất là dữ sợ, nhưng mà thực sự ở nhà đó là một người phụ nữ rất là hiền diệu, nhẹ nhàng, sáng cái nhẹ nhàng pha một cốc cà phê trà sữa đẩy cho chồng uống, đứng nhìn chồng con uống, mặt rạng người tươi sáng, nụ cười hạnh phúc mãn nguyện rồi đi lên ngủ vậy thôi đó. Mọi thứ ngăn nắp đâu như đó trơn trời. Thảo nào ông xã không yêu. Con cái tính này tính xấu nè. Mới tính gì không quý vị? Có nhiêu tiền để dành hết trơn rồi, không có xài. Có nhiêu tiền gói đẩy vô hầm hết trơn vậy đó. Thương chồng lắm. Vậy thì có một người đàn ông mà sở hữu được một người như Việt Hương, duyên dáng, dễ thương, biết tiết kiệm, chăm lo việc nhà, còn gì bằng nữa. Hoài Phương anh là số 1 rồi. Cảm ơn chương trình Bước Nhảy ngày hôm nay. Ngoài anh Đàm Vĩnh Hưng mà Trấn Thành còn hai người đều tung hô á. Rất là cảm ơn chương trình đã mời em tới đây. Không sao đâu chị, cuối giờ là John Huy sẽ kéo chị xuống. Dạ. Chắc anh Huy không nói lại mình đâu. Dạ. Vâng, thưa quý vị, những câu chuyện chia sẻ bên lề của những người đã mang tiếng cười đến cho nhiều người khác, nhưng mà đằng sau đó họ cũng sẽ có những cái góc riêng của mình. Và câu chuyện của thí sinh sau đây cũng về một cái nỗi buồn của vua hài. Anh ta sẽ hóa thân thành vua hài Sắc Lô. Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện này qua phần trình diễn của Ngọc Khánh. Đã là thao trường thì rất là cực khổ và rất là nặng nhọc. Cái khó khăn nhất đó chính là màn đu dây. Cái sức bật của người rất là khó và rất là nặng nề, nên thành ra là mình đun, mình lên được một bậc, hai bậc. Cái bậc thứ ba mình không thể nào mình lên nữa. Chuyển qua cái thử thách vượt là hàng rào kẽm gai. Cái người mình rất là dày, kẽm gai thì nó rất là thấp. Lúc mà bò thì cứ cố gắng áp sát mặt đất càng nhiều càng tốt. Phía dưới rất là nhiều kiến lửa, mình thấy là mình muốn bò thịt nhanh, bò qua hết quãng đường cho xong và thoát khỏi cái thử thách này. Và tuần trước Khánh có điểm số về giảm cân thì rất là thấp, nên là cả Khánh và Mến đều rất là buồn. Nên tuần này chị Mến đã cùng Khánh tập luyện và hối thúc Khánh rất là nhiều trong việc giảm cân. Và khi mà không có chị Mến thì Khánh cũng tự bản thân mình làm thật tốt cái việc giảm cân cũng như là việc tập thể lực của mình. Tuần này thì Khánh rất là mong muốn là bài nhảy của mình sẽ tốt như những tuần trước, và cái phần giảm cân của Khánh sẽ là tốt nhất từ trước đến giờ để mà không phụ lòng của chị Mến cũng như là của tất cả mọi người.
Sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Không sao đâu cưng, trời đất ơi. Đài cát quá, không sao, anh ấy sẽ về hốt em thôi. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Ngọc Khánh và Huỳnh Mến nha quý vị. Một câu chuyện, nó giống như một câu chuyện đi từ quá khứ ra đấy ạ. Rất là đẹp và rất là đáng yêu. Chị Hương, chị thấy sao ạ? Đây là một trong những nhân vật mà tôi nghĩ thế giới công nhận. Ông là ông vua của cái ngành diễn của chúng tôi luôn. Cho nên là mình đã đặt họ rất là cao. Tại ai mà giả lại họ là tự nhiên có một cái áp lực rất lớn đối với em. Nếu mà em làm công ra ghét em luôn. Tại vì tôi mới tưởng tượng rồi, trời, thích Đàm Vĩnh Hưng quá, tự nhiên có thằng Đàm Vĩnh Hùng nổi điên, không chịu. Nhưng hai người sạc lô trong người em ráp lại, cái ông vua đó ổng chỉ bằng nửa người em thôi, hai ông kẹp lại để mà nhảy, thì việc trước tiên đặc trưng của cái ông này đó là cái gì? Đó là cái cặp chân của ổng. Mở màn ra, Quỳnh Mến đứng bên kia một mình em làm, tôi lo lắng vô cùng. Nếu như mà em làm không được một chút xíu đó thôi là tôi ghét, tôi không thèm coi nữa. Nhưng thành công hợp lý với số lượng, hai ông kẹp một. Tại ông kia ổng là hài hình thể, ổng không có nói một lời nào trơn trọi mà coi đã thấm cười lăn lộn thế giới công nhận. Thì bây giờ cặp hai ông như một bộ nhảy như thế nào, làm như thế nào, chân cẳng như thế nào, coi được không? Được, hớp hồn, hợp lý, chảnh chẹ, kêu xa dục như một bãi, bỏ đi ra đây chịu luôn. Dàn giận dễ thương, cứu vớt cuộc đời em. Kỹ thuật dở ẹt, nhưng tất cả tôi đã nói rồi, thiệt, lên sân khấu đó là do cái hên xui. Tự nhiên nãy tập nhà dở dễ sợ, lên sân khấu nhà vỗ tay cái bùng phát phóng lên nóc nhà diễn hay ho hay vô cùng. Thì đây thầy của em chắc cũng chửi banh xác rồi, nhưng lên đây khán giả, không khí âm thanh ánh sáng nhạc lên, trời ơi, thấy bà Dị Cương bằng bộ đỏ chét sợ quá, làm ngon lành cành đào, xuất sắc, gửi ngàn nụ hôn. Xuất sắc chưa? Quý vị thấy không? 1.300 chữ trong vòng 1 phút. Tự tạo ra tình huống, rồi tự phá vỡ, rồi tự nói, rồi nhưng, rồi lại nói, rồi lại lật tiếp miếng thịt bò. Sau đó lại nhưng, được, lật lại ăn tiếp. Khủng khiếp thiệt. Chỉ có thể là Việt Hương. Đúng vậy, công nhận. Hay quá, ban tổ chức thật là sáng suốt. Khi mà mời Việt Hương đến đây, không khí khác hẳn luôn, náo động. Hai tôi đứng hình luôn. Thiệt, hai đứa nhìn ra ngoài luôn, right? Công nhận Hương nói xuất sắc thiệt, nói hay quá luôn, thuyết phục. Tới phần của anh đó, anh nói luôn nha. Nhưng. Nhưng à, Hương không có nhưng. Lần nào Huỳnh Mến cũng thích chơi trò mạo hiểm, có luôn có những cái động tác và những cái tổ hợp rất là thách thức, và nó gây gọi là hồi hộp, lo lắng cho giám khảo cũng như là khán giả. Thậm chí cả cơ thể của em cũng vậy nữa. Sự bảo đảm an toàn nhất cơ thể của em cũng bất chấp luôn. Em thường xuyên lòng bay mà ném người mình vào trong thí sinh, và thí sinh không giỏi là đi luôn một cặp. Cái niềm tin em đặt để và em đã huấn luyện như thế nào thì mới dám chơi tới mức như vậy. Tuy nhiên cái bài tuần này nè, nó không có đã thiệt đã như bài tuần trước, chỉ còn mọi thứ kỹ thuật Khánh làm tốt ổn. Nhưng riêng cái bài này thì anh cần bùng, cần một cái sự bùng nổ lớn hơn nữa. Đó là góp ý của anh. Xin cảm ơn anh. Xin mời anh John Huy Trần. Xem thì đúng, đây là một cái bài rất là thú vị về cái câu chuyện và cái phần lúc Ngọc Khánh solo. Cái phần đầu đó, cái cách em diễn rất là ấn tượng về cái phần diễn của em. Sau đó lúc mình vô cái phần nhảy với nhau và em giữ cái nhân vật sạc lô, đúng không? Cái đó là nó rất là quan trọng, nhưng mà nó cũng hơi nguy hiểm. Tại nếu mà em tập trung nhiều quá về cái nhân vật của em đó thì có thể em mất tập trung một chút xíu về cái động tác. Và em đang nhảy với Huỳnh Mến là mấy cái động tác Huỳnh Mến, nếu mà Huỳnh Mến làm 50% nó cũng rất là đẹp, em hiểu không? Thì trong cái bài này chị Mến đang nhảy 100%, luôn 100%, thì em phải up nhiều hơn nữa. Thì ở đây là tới, nhưng mà ở đây chưa tới. Nhưng trong cái phần diễn, cái sự vui vẻ thì rất có. Nhưng mà tuần này anh cần thêm nhé. Yeah. Có nghĩa là bây giờ là phần trình diễn của em này được đánh giá cao từ cổ trở lên. Còn từ cổ trở xuống thì nó còn đang còn phải hoàn thiện nhiều hơn. Và bây giờ quan trọng hơn hết á là cái sự thiện cảm nữa. Tôi thấy có một cái chi tiết là bạn làm được cái chiêu mà đưa Mến qua đây nè. Nếu như mà cao mà gầy á, người ta đưa nó dễ, nó đưa cái chân nó đỡ. Còn cái chân này, cái không gian này với cái chiếc quần này không có thun nha quý vị.
đưa mà không khéo chúng ta sẽ nghe một âm thanh quen thuộc. Nhưng bạn ấy đã làm thành công. Đó cũng là một cái điều rất là đáng khen, rất là nhiều những động tác tốt. Nhưng mà hy vọng là bạn sẽ nhận những lời góp ý của giám khảo để hoàn thiện hơn trong những tuần sau. Và nếu như quý vị và các bạn cho là tiết mục này sẽ được yêu thích nhất tuần, hãy bình chọn BN khoảng cách 06 gửi về 8369 với 3.000 đồng một tin nhắn. Chúng ta sẽ giữ lời điểm của giám khảo và mời Ngọc Khánh bước về bàn cân. Cân nặng cũ là 67,8kg và cân nặng hiện tại là 90,7kg. Bạn xuống được 2,7kg, tương đương với 2,9%. Chúng ta hãy cùng theo dõi quá trình giảm cân của Ngọc Khánh xuyên suốt 7 tuần quý vị nhé. Thưa quý vị, cân nặng ban đầu là 111kg. Cân nặng hiện tại là 90,7kg. Tổng số lượng cân nặng được giảm là 20,3kg. Chúc mừng em. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Hân hạnh đồng hành.